Xin chào toàn thể quý khách, hôm nay đồ gỗ nội thất Hữu Huân xin được giới thiệu với mọi người một bộ Âu Á chương cuốn thư, hàng vách đục tứ quý, chất liệu gỗ hương đá 100% lọc lựa gỗ loại 1, không hề bám rác và không pha tạp bất kỳ một thanh gỗ nào khác từ dưới lên trên dù là nhỏ nhất. Và cái sản phẩm này thuộc phân khúc hàng dày VIP với độ dày khuôn dày 4, bán dày 2, hàng tay 12 chân 10 với chương liền, cột liền. Sản phẩm gồm 6 món, 1 văng, 2 một đoạn dài, hai chiếc ghế đơn, một bàn lớn, một đôn đầu bàn và một chiếc đôn ngồi. Chất liệu gỗ hương đá thì được bên em lọc lựa gỗ xỉ trần lõi từ dưới lên trên như em có cam kết, và các bác có thể qua tận nơi kiểm tra mộc tốc gầm lên để có thể kiểm tra từ dưới lên trên để xem có đúng những gì em đã cam kết hay không, và bên em nói không với hàng kém chất lượng hay là nói không với sự gian dối, luôn luôn làm thật tâm. Thế nên để phát triển được cũng như là để được có nhiều khách yêu quý cũng như là tin tưởng đến ngày hôm nay thì bắt buộc là phải làm hàng chuẩn chỉ, làm chất lượng nhất đến tay người tiêu dùng thì mọi người mới có thể là yên tâm sử dụng đặt hàng cũng như là giới thiệu người quen người thân của mình qua đến với xưởng đồ gỗ nội thất Hữu Huân và có lượng khách hàng ổn định như ngày hôm nay. Cái bộ sản phẩm này thì như em đã giới thiệu là hàng dày khuôn dày 4 phân. Tất cả cái phần khuôn tranh này là bên em làm khuôn dày 4 phân và ván liền một lá dày 2 phân. Bàn này là bàn đục. Đục bức tranh là thuận buồm xuôi gió, thế nên bên em đục xuống nền rất là sâu, các bác có thể quan sát bức tranh cực kỳ là sắc nét luôn. Vân thì rất là đẹp nhưng mà cái bộ này đục rồi, thế nên các bác dù là đục nhưng mà các bác vẫn nhìn thấy những cái đường vân sần vân núi rất là đẹp. Thường thường là đục thì mọi người sẽ không để ý vân nhiều, chủ yếu là đục xem có sắc nét hay không, nhưng mà bên em vẫn chọn ván đẹp, vẫn nhiều chọn ván nhiều vân. Bàn này có chiều rộng là 75 x 1m47 tính trên mặt, phủ bì cộng thêm tầm độ 4 phân nữa các bác nhé. Hai chiếc ghế đơn có chiều rộng là 1m, 1m cao 1m18, sâu là 72. Vách đục bức tranh là tứ quý, tùng cúc trúc mai và tay thì đục đồng tiền. Với ý nghĩa trong phong thủy là chiêu tài hút lộc, mang nhiều tiền tài cho gia chủ. Đấy là mong muốn gửi gắm vào trong từng các cái bức tranh cũng như là từ từng cái nét đục. Đoạn này có kích thước là 2m rưỡi, 2m rưỡi vách đục mà bức tranh là tứ quý, cây tùng này, cây tùng, cây hoa mai, ở giữa thì bên em đục hoa sen các bác ạ. Ván liền một tấm dày 2 phân, khuôn tranh thì như em đã nói là dày 4 phân và cổ chỉ là bên em có chạy zig zag. Tất cả những cái phần bọ góc từ bàn đến ghế là bên em có đục bọ góc các bác nhé. 56 hay 52 cái bọ góc gì đấy, rất là nhiều. Bức tranh thì đục cực kỳ là sâu và sắc nét, gỗ thì đều tăm tắp. Các bác qua xem mộc thì các bác có thể thấy rõ. Bên em quay thì rất là chi tiết rồi, nhưng nếu mà ai qua xem mộc thì sẽ thấy kỹ hơn là gỗ nó đều ra sao, xỉ lục lạc ra sao. Mọi người qua xem từ dưới lên trên, lật gầm qua xem chi tiết thì sẽ thấy là bên em nói có đúng không, làm có chuẩn không thì sẽ biết ngay. Khách hàng đến với đồ gỗ nội thất Hữu Huân thì rất là nhiều, qua giới thiệu cũng cực kỳ là nhiều. Vách dày 2 phân xuống nền sâu đến bức tranh rất là sắc nét. Đấy, tay 12. Tay 12 bản vuốt móng liền. Đây là phần này, phần vuốt móng này. Chương liền khối, chương liền khối. Liền cả xoáy. Phần cột thì vuốt móng liền. Dày 7 phân. Cột hay còn gọi là cái phần tay, phần cột gì đấy. Bản 12 nhân 7. Bên em cũng gọi cái này là trống, rất là nhiều tên gọi. Tất cả cái phần bọ góc thì đục hết cái bọ góc này. Dưới gầm đến trên mặt em quay qua gầm cho các bác có thể quan sát nhé. Gỗ 100% hương đá, 100% hương đá luôn. Đây là chiếc ghế, đây là chiếc ghế. Đấy, gỗ xỉ từ dưới gầm đến trên mặt. Còn đây là cái đoạn vừa rồi em có quay cái đoạn đấy ạ. Bàn hay là đôn cũng vậy, quay gầm cho các bác quan sát này. Đôn kích thước là vuông 40, khuôn tranh dày 4, ván dày 2, yếm cũng dày 4 phân. Đây là phần này là phần yếm hay còn gọi là dạ. Ván dày 2 phân, các bác qua đo thoải mái. 2 phân đủ chứ không phải là 2 phân cưa. Xẻ là xẻ 2 phân 3. Bàn đây ạ. Từ ngăn kéo đến thang, toàn bộ gỗ hương đá, toàn bộ là gỗ xỉ, chân xỉ, không bám rác, không pha tạp. Các bác yên tâm về chất lượng của đồ gỗ nội thất Hữu Huân. Nói đi đôi với làm, làm chuẩn, bán giá chuẩn. Giá bên em cũng công khai báo giá bộ này sau khi mà sơn xong xuôi,
tặng kính bàn, kính đôn và bao vận chuyển 70 km là có giá 40 triệu, đang giảm chỉ còn 33 triệu rưỡi thôi. Rất là giảm, giá rất là hợp lý trong thời gian này. Nếu mà ai đang quan tâm có thể qua ngay xưởng đồ gỗ Nội Thất Hữu Huân để sở hữu luôn cái bộ sản phẩm này. Gỗ đều tăm tắp và mộc đã đẹp như thế này rồi thì các bác yên tâm, sơn rất là đẹp. Bên em sơn cực kỳ là kỹ, từ góc gách từng chi tiết, và làm 6 nước sơn 7 sơn bóng mờ. Các bác sẽ nhìn thấy sản phẩm sơn đẹp ra sao. Mộc đẹp rồi thì sơn chắc chắn là sẽ đẹp. Quan trọng nhất là cái khâu mộc, quan trọng nhất là gỗ có đẹp hay không. Đấy cái yếu tố quan trọng quyết định. Và sơn thì bên các bác yên tâm, bên em đã được rất là nhiều khách hàng khẳng định và đánh giá cũng như là nhận xét. Các bác có thể xem những video quay hàng sẽ thấy mọi người nhận xét ra sao. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi. Và nếu mà ai đang yêu thích cái sản phẩm em quay thì có thể liên hệ tới số 0988 685 625. Bên em có địa chỉ xưởng tại làng nghề Châu Phong, Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội. Mọi người có thể qua tận nơi xem từng cái chi tiết sản phẩm, hoặc là kết nối Zalo để em quay trực tiếp, cũng như là xem rất là kỹ, xem kỹ cái video này. Em cũng quay cực kỳ là chi tiết, chậm rãi để cho mọi người có thể theo dõi được. Xin cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi. Xin chào.